À, và nhiều đó thì mấy con khi mà tu tập đó, như thế nào đó thì mấy con ghi lại để rồi thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con biết cái đó nó tu tới đâu và bắt đầu phải tu cái gì tiếp theo. Ví dụ như mấy con giữ được cái tâm thanh tạng an lạc vô sự của mình rồi thì mấy con trình viết ra trình cho thầy, bây giờ con tu tập như vậy nó được 1 giờ hay nửa giờ rồi cái sức mà tu tập nó sao Kết luận vậy. À, như vậy thì bây giờ thì chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ tu tập pháp chánh niệm tỉnh giác thân hành con. Giờ mấy con nộp bài hết đi, người nào chưa chưa nộp bài cứ nộp hết, nộp xong rồi nộp cho thầy đi con. Rồi có những cái bài nào mà kinh nghiệm qua sự tu tập của mấy con nó như thế nào mấy con trình lại cho thầy, thầy sẽ xem xét qua cái tu tập đó con nói đúng sai rồi thầy chỉnh lại cho thêm cái phần đó. Bây giờ bây giờ người nào mà đầu tiên đi cái pháp thân hành niệm qua cái kinh nghiệm tu tập 4 cái giai đoạn thân hành niệm mà mấy con thấy cái pháp nào mà hợp nhất mà mình tu tập trong cái 4 pháp này để mình thắng được cái buồn ngủ của mình, khi bị buồn ngủ mình đi kinh hành mà mình thấy mình phá được nó buồn ngủ mà mình thấy thích cái pháp đó trong 4 cái giai đoạn đi kinh hành, thì nhắc lại giai đoạn thứ nhất là mình đi mình ta ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, mình đi khoảng 10 bước hoặc 20 bước mình lại ta ý 1 lần, mà nếu mình bị niệm khởi nhiều thì mình cứ 5 bước mình ta ý 1 lần, hoặc là niệm nhiều nữa thì 2 bước mình ta ý 1 lần, mình nương vào cái pháp ta ý để cho cái niệm nó không có xen vô nữa, đó là mình dùng cái pháp ta ý để cho cái niệm nó không có do cái pháp ta ý thưa nhặt mà mình tác ý để cho cái niệm nó không xen, bởi vì mình sử dụng thay vì cái ý nó làm thinh á, nó không có niệm gì hết á, thì mình cứ tập trung để mình cảm nhận cái bước đi mình á, thì cái niệm nó sẽ xen vào. Một lần mình muốn cho đừng có niệm á, một lần cái ý thức của mình nó dẫn dắt từng cái bước đi của mình. Ví dụ như cái pháp thân hành niệm á, thì các con tác ý á, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, tức là cái pháp tác ý á, nó dẫn cho chúng ta từng cái hành động để nó không có niệm. Vậy mà chúng ta tu mà chúng ta không có nhiệt tâm á, thì chúng ta dẫn tác ý nhưng niệm vẫn xen vô, hoặc là một thời gian mà chúng ta tu rồi nó quen đi rồi chúng ta tác ý theo cái kiểu mà tác ý nó thuộc lào đó, như người ta tụng tâm kinh Bát Nhã đó thì nó không có ý nghĩa gì với sự tu tập hết. Khi mà tác ý là phải có cái sự chú ý kỹ ở trong cái bước đi, cho nên mình tác ý nhập nhập nhiều thì cái sự tập trung nó ít, còn mình tác ý thưa thì sự tập trung nó nhiều, mà nó nhiều thì nó căng đầu mà, còn nó ít nó nhặt lại, cứ 5 bước mình tác ý 1 lần thì nó nhặt lại, thì do cái chỗ mà tác ý nhặt thì cái sự tập trung của mình nó ít đi. Nếu mà mình để cái thời gian mà dài ra nhiều bước mình tác ý mà để nó không có niệm á, thì tác ý nó rất mệt, mà để nó không tác ý mình đi một cách tự nhiên á, thì mình phải tập trung cao, mà nếu mà không tập trung cao thì sẽ có niệm khác xen vô. Các con lưu ý về cái phần tu tập như vậy, cho nên rút tỉa qua kinh nghiệm á, thì khi mà mình mới tu tập thì mình sẽ tác ý nhiều, nhưng mà mình tác ý nhiều mà sự tập trung của mình ít để nhắc nó cảm nhận được cái bước đi của nó, đó là cái giai đoạn thứ nhất mình đi mình tác ý thôi. Tới cái giai đoạn thứ hai thì mình tính lại, thì mình hít thở 5 hơi thở rồi mình lại bước đi, và giai đoạn thứ ba thì mình lại ngồi xuống mình hít thở 5 hơi thở rồi mình đứng dậy mình bước đi. Giai đoạn thứ tư thì mọi hành động đều là tác ý, từ khi ngồi xuống đứng lên co tay duỗi chân đều là tác ý. Cái thứ một cái phương pháp mà để mà tập tỉnh thức nữa đó là làm tất cả mọi công việc đều nhắc tâm mình. Ví dụ như mình đang quét sân thì mình đừng có để cái tâm mình nó tự nhiên mà nó biết quét sân, mà mình thường nhắc quét sân và không phải biết quét sân, rồi mình quét dài 3 chổi 5 10 chổi mình lại nhắc, tức là mình tu trong công việc làm, rồi mình đang làm một cái gì, đang cởi xe, đang làm một cái gì, đang mọi việc đều là mình có thể nhắc, cho nên cái sự việc của mình làm thì nó chậm, nhưng mà cái chậm ở trong cái tỉnh thức của mình, tỉnh giác của mình thôi, cho nên mình làm cái gì mình cũng tập thành cái thói quen tỉnh thức thì cái điều đó là điều tốt. Nhưng mà khi mà mình ôn pháp, mình tu tập có cái pháp tu tập rồi thì nó lại cẩn thận kỹ lưỡng hơn, chứ không phải tu tập theo cái kiểu mà trong mọi hành động trong mọi công việc.
tu tập kia nó chỉ tập tỉnh thức một ít nhỏ thôi, còn tu tập thật sự mà ôn pháp tu tập thì phải tu tập rất kỹ, không được mà tu tập lơ mơ không tu thôi, mà đã tu thì nó mất thời giờ mà mất công sức, hà là không tu nó không mất công sức, mà tu mà để vừa mất công sức mà vừa chơi thì nó không tốt, hà là mất công sức mà nó có ý chí thật phải làm chủ thì như vậy nó mới có kết quả tốt, chứ không khéo mình sẽ tu mà không kết quả. Cho nên pháp này thì bắt đầu bây giờ cái người nào mà ngồi trước thầy cô Nghĩa, con đi pháp đi thân hành chánh niệm tỉnh giác được không, con đi được không, con đi được, con đứng dậy con đi, con đi ngay giữa đầu, con tắt ý con đi, con thích cái pháp nào thì trong bốn cái pháp mà con thích cái pháp nào thì con sẽ lấy cái pháp đó mà con đi thực hành tập chánh niệm tỉnh thức để mà con phá cái môn tập gì như của mình. Thì như vậy là con thấy con đi như vậy là con thích ha, hoặc là con phải đi tắt ý từng hành động. Nghĩa là trong bốn pháp đi kinh hành này con thấy cái pháp nào con đi rồi con hít thở, hoặc là con đi, hoặc là con ngồi xuống hít thở, hoặc là con đi con tắt ý từng hành động, con thấy con thích pháp nào con nói thầy nghe. Cái gì cái đặc tướng của mình nó hợp, nó thấy đi nó thích cái pháp đó thì mình mới nhiệt tâm nó tu tập thôi. Con bạch thầy, còn thường là con hay đi tu tập những cái phương pháp thứ ba nhiều hơn, và pháp thứ tư thì con khó tập, con tập được tập khoảng độ một tiếng là con ngừng, xong con ngừng, xong con lại tiếp tục tập với cái hai thứ năm. Thôi như vậy là con sẽ ôm cái pháp mà đi kinh hành đó, mà pháp thứ ba tức là con đi 10 bước rồi con ngồi xuống con hít thở 5 hơi thở rồi con đứng dậy rồi con đi 10 bước nữa, hoặc là con chọn lấy 20 bước thì con sẽ đi 20 bước, nhưng theo thầy thiết nghĩ thì con nên chọn 10 bước để cho nó nhặt, nghĩa là nó ít bước đi lại, đồng thời ngồi xuống đứng lên ngồi xuống như vậy đó, để cho nó dễ dàng nó phá cái môn tầm thiền niên của con. Con nên chọn cái pháp thứ ba thì đi 10 bước và ngồi xuống hít thở 5 hơi thở. Vậy thì bắt đầu con đi lại về cái pháp đi 10 bước rồi con hít thở 5 hơi thở để thầy xem thử coi cái con đi như vậy được hay không. Nên là thầy chỉnh đốn lại cho con. Con bạch thầy, con thích đi phương pháp như là gì? Thứ nhất là không phải ra lệnh, giơ tay dựng chân thì nó tâm nó không phải thực sự, nên con muốn như vậy không phải tác ý hay không phải ra lệnh tâm nó quay cái tâm thanh thản hơn ạ. Được rồi, như vậy là con nên tập ngay cái pháp đó. Con cứ đi tự nhiên con.